Cách đây ít giờ, cuộc đối thoại giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc tại bang Alaska của Mỹ đã kết thúc. Đối thoại chiến lược cấp cao Mỹ-Trung lần này diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng khi hai bên dành phần lớn thời gian để chỉ trích lẫn nhau. Đối thoại cũng đã kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung. Dấu ấn của cuộc gặp đầu tiên này chính là các cuộc tranh cãi gay gắt trong phiên mở màn diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương, cho thấy mức độ căng thẳng và đối đầu giữa hai bên. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đang xem xét các vấn đề liên quan tới kinh tế, thương mại và công nghệ với Trung Quốc, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Quốc hội, các đồng minh và đối tác của mình. Ông Blinken cũng khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ thực thi hành động theo cách bảo vệ đầy đủ, nâng cao lợi ích của người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Có hai điều chúng tôi muốn làm khi đến đây và gặp gỡ các đối tác Trung Quốc. Đầu tiên, chúng tôi muốn chia sẻ với họ những quan ngại sâu sắc về một số hành động mà Trung Quốc đã thực hiện và hành vi mà Trung Quốc đang thể hiện, những lo ngại được chia sẻ bởi các đồng minh và đối tác của Mỹ. Thứ hai, chúng tôi cũng muốn vạch ra rất rõ ràng các chính sách ưu tiên thế giới quan của riêng mình. Trong khi đó, đại diện phía Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Mỹ vẫn còn tồn tại một số bất đồng nghiêm trọng. Hai bên nên tuân theo chính sách không xung đột để định hướng con đường của hai nước theo một quỹ đạo lành mạnh và ổn định trong tương lai. Cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Trung lần này là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai bên kể từ khi Mỹ có chính quyền mới do Tổng thống Joe Biden dẫn dắt. Hiện căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung vẫn ở mức cao sau khi hầu hết các mối quan hệ song phương đều xáo trộn đáng kể dưới thời chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong đó phải kể đến cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết và mâu thuẫn phát sinh trong mọi vấn đề từ quốc phòng tới công nghệ. Hai bên được cho là không đặt quá nhiều kỳ vọng vào lần đối thoại này, đặc biệt trong bối cảnh dù thể hiện sẵn sàng trở lại diễn đàn thế giới bằng những thiện chí ngoại giao, nhưng đội ngũ của ông Biden vẫn cho thấy sẽ duy trì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã cho thấy cả hai nước đều đang cố gắng định vị sức mạnh của mình với phần còn lại của thế giới. Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki vừa cho biết chính quyền Mỹ sẽ không chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt để đối phó với Nga, bởi Tổng thống Joe Biden có sẵn một loạt công cụ thay thế. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Moscow đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước sau những bình luận của Washington mà phía Nga cho là thiếu cân nhắc và gây nguy hiểm cho quan hệ giữa hai nước. Phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt để đối phó với Nga, mà ông Biden đã có sẵn một loạt các công cụ thay thế. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không chỉ dựa vào các biện pháp trừng phạt, có rất nhiều công cụ khác mà bất kỳ tổng thống nào cũng có thể sử dụng, nhưng tôi sẽ không tiết lộ vì chúng tôi vẫn đang xem xét các biện pháp ứng phó với Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng xác nhận Mỹ dự định sẽ có các biện pháp đáp trả trong vài tuần chứ không phải vài tháng sau khi xác minh báo cáo của tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc bao gồm can thiệp bầu cử, các cuộc tấn công mạng quy mô lớn cũng như cáo buộc treo tiền thưởng để giết lính Mỹ ở Afghanistan. Trong một diễn biến mới nhất, trái ngược lại tuyên bố từ phía Mỹ, phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông sẵn sàng đối thoại về mối quan hệ song phương với Mỹ cũng như các vấn đề khác như các cuộc xung đột khu vực. Theo Tổng thống Putin, ông sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao xúc tiến chuẩn bị cho cuộc đối thoại. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 3 ngày. Ông Austin là bộ trưởng đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Những nội dung chính trong chương trình nghị sự của ông Austin dự kiến bao gồm các vấn đề hợp tác quân sự Ấn Độ-Mỹ và các thỏa thuận quốc phòng trong thời gian tới, tiến trình hòa bình Afghanistan. Chuyến công du Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mang ý nghĩa quan trọng vì diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên của nhóm Bộ Tứ, giúp củng cố mối quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Mỹ vốn đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Phiên thảo luận thứ nhất trong khuôn khổ đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Joe Biden tại Alaska đã diễn ra với những tranh cãi nảy lửa giữa hai bên, cho thấy những bất đồng khó có thể thu hẹp. Dù vậy, theo nhiều nhà phân tích, cuộc đối thoại vẫn được coi là cơ hội cho Washington và Bắc Kinh thăm dò ý đồ và những quan tâm của mỗi bên, làm cơ sở hoạch định chiến lược và sách lược để duy trì vị thế của mình.
Tại phiên thảo luận đầu tiên đầy căng thẳng vào sáng nay theo giờ Hà Nội, phía Mỹ muốn Trung Quốc thay đổi hành vi nếu muốn thiết lập lại các mối quan hệ với Mỹ, trong khi Trung Quốc tuyên bố Mỹ đầy ảo tưởng nếu nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thỏa hiệp. Ngay khi phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Chúng tôi sẽ thảo luận về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi đối với các hành động của Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan, các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ và hành động ép buộc kinh tế. Các hành động này đều đe dọa trật tự dựa trên quy tắc duy trì sự ổn định toàn cầu. Đáp lại, Trung Quốc cũng tỏ ra mạnh mẽ và quyết liệt trong phản ứng của mình. Nhà ngoại giao cấp cao Dương Khiết Trì khẳng định chính Mỹ đang sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép với các nước khác, đồng thời lạm dụng an ninh quốc gia để đe dọa tương lai thương mại quốc tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có những hành động cứng rắn để đáp trả. Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đã chạm đáy trong thời gian gần đây. Trước thềm cuộc gặp, cả Mỹ và Trung Quốc đều không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả đạt được và căng thẳng là điều đã được lường trước. Tuy nhiên, xét cho cùng, Mỹ khó có thể tiếp tục cách tiếp cận thiếu kiềm chế và không hợp tác với Trung Quốc như dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, bởi Trung Quốc hiện tại đã khác rất nhiều so với cách đây 4 năm. Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang được dự báo trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đây. Trung Quốc cũng đã xác lập được vị thế tại hầu hết các khu vực trên toàn cầu và nắm giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều định chế quốc tế. Sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng lớn cả về kinh tế và thương mại cũng như quyền lực mềm. Ở chiều ngược lại, việc Mỹ đang tích cực xây dựng lại liên minh đối phó sức mạnh của Trung Quốc cũng là việc Bắc Kinh cần lưu tâm. Có thể thấy, rõ ràng kỳ vọng là không nhiều và quan hệ Mỹ-Trung vẫn sẽ còn nhiều bất đồng sau cuộc gặp cấp cao tại Alaska. Nhưng cuộc gặp này có thể tạo tiền đề cho các cuộc tiếp xúc cấp cao tiếp theo nhằm cài đặt lại quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai phiên thảo luận tiếp theo trong khuôn khổ đối thoại cấp cao Mỹ-Trung sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay và sáng 19 tháng 3 theo giờ địa phương. Tấm thẻ xanh hay hộ chiếu vaccine mà EU đang đề xuất sẽ chấp nhận tất cả các vaccine đã được cơ quan dược phẩm châu Âu phê duyệt, nhưng lại để ngỏ việc chấp nhận đối với các loại vaccine khác như của Trung Quốc và Nga. Dù vậy, câu hỏi đặt ra là liệu chính phủ các nước, không chỉ ở châu Âu mà còn trên khắp thế giới, có chấp nhận các loại vaccine chưa được phê duyệt bên trong đường biên của nước mình hay không? Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, một số nước nội khối EU đã hạn chế đi lại qua biên giới. Do vậy, đề xuất mới của EU sẽ cho phép người sở hữu tấm thẻ xanh điện tử tự do đi lại giữa các nước thành viên. Tấm thẻ này sẽ bao gồm các thông tin về tiêm chủng, loại vaccine tiêm chủng, kết quả xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận đã phục hồi sau khi mắc COVID-19. Chứng chỉ sẽ xác thực mọi dữ liệu hiển thị và các dữ liệu tối thiểu đó được công nhận lẫn nhau tại tất cả các quốc gia thành viên. Thông tin có trong các chứng chỉ cũng được tập trung thành một cơ sở dữ liệu thống nhất nhằm mục đích phối hợp mở cửa dần dần một cách an toàn và bền vững. Theo đề xuất mới, các nước sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với những người đã tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 được cơ quan dược phẩm châu Âu cho phép. Tuy nhiên, bản đề xuất lại để ngỏ việc có chấp nhận các loại vaccine khác hay không. Chương trình tiêm chủng tại châu tới nay chủ yếu sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech. Vaccine này đã chiếm tới hơn 2/3 trong tổng số gần 65 triệu liều đã được phân phối ở EU. Tuy nhiên, do thiếu nguồn cung, một số nước EU đang phải tìm tới vaccine của Nga và Trung Quốc, trong khi các loại vaccine này lại chưa được cơ quan dược phẩm châu phê duyệt. Hungary tháng trước trở thành thành viên đầu tiên của EU được vaccine do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất và chương trình tiêm chủng. Nước này cũng đã đặt mua 5 triệu liều vaccine của Trung Quốc trong vài tháng tới. Ngoài ra, Hungary cũng đang sử dụng vaccine Sputnik V của Nga phát triển. Vaccine mới này đang trong quá trình được cơ quan dược phẩm châu đánh giá và vẫn chưa được phê duyệt. Theo các chuyên gia, việc các nước sử dụng các loại thẻ xanh hay hộ chiếu vaccine để cho phép người dân đi lại qua biên giới sẽ vẫn là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong những tháng tới. Chúng ta phải đặc biệt cẩn trọng với việc cấp hộ chiếu vaccine bởi chúng ta đang ở một tình huống mà bất bình đẳng trên thế giới vẫn rõ ràng. Việc bạn có được đi lại hay không giờ đây phụ thuộc vào đất nước bạn sinh sống. Do vậy, chúng tôi chỉ khuyến khích cấp hộ chiếu vaccine nếu vaccine ngừa COVID-19 được phân phối công bằng.
Cơ chế thẻ xanh điện tử ở châu Âu dự kiến sẽ được triển khai trước mùa hè năm nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nước thành viên EU có chấp nhận vaccine Trung Quốc cũng như các loại vaccine khác chưa được cơ quan dược phẩm châu Âu phê duyệt trong cơ chế chứng nhận điện tử hay không. Chỉ biết rằng, theo bản tóm tắt đề xuất, các nước thành viên có thể tự quyết định có chấp nhận nới lỏng hạn chế với các công dân EU đã tiêm loại vaccine khác hay không.